Dạ, chào chúc các bác cùng các anh em mình ha. Hôm nay đến cái clip tiếp theo của em ha. Thì đầu tiên cũng gửi lời cảm ơn đến tất cả chú bác mình ha, anh em đã ủng hộ gần xa, ủng hộ em trong thời gian qua ha. Thì hôm nay em cũng lên ít đồ, nói chung là lần này em đi cũng có đồ hết anh em, có nhưng mà ít ít lên đăng lên thấy cái sản phẩm mình nó không có phong phú, nhìn nó kỳ quá nên em không đăng, để dùng dồn nhiều nhiều đăng lên cho anh em mình tham khảo ha. Rồi ai muốn mua hàng thì số điện thoại em có để trên tiêu đề đó, 0916 685 856, gặp em Bình ở Lê Dung Đồng Tháp. Thì cứ việc điện thẳng cho em không có trả lời trên YouTube nha anh em, một là nhắn tin, hai là gọi điện thẳng cho em. Chuyển khoản thì em bao ship, còn không chuyển thì em không bao, cho vậy thôi. Thì cái lực mua bán đối với em thì nó vậy, nào giờ chuyển khoản cứ cái gì chuyển khoản cho em thì bao ship hết, thậm chí trăm mấy chục ngàn em cũng vẫn bao ship cho anh em nếu chuyển khoản ha. Rồi hàng thì anh em mình cố gắng xem kỹ những món hàng mình muốn mua ha, thì em sẽ cố gắng soi kỹ cho anh em, thì được thì mình chốt thôi. Rồi đầu tiên vô sản phẩm đầu tiên đó là một cái dao này anh em ha. Cái này cái bộ muỗng nĩa đa năng ha. Đầu tiên mình tháo ra này, cái logo của Thụy Sĩ thì điển gì nè đó. Một món là cái muỗng ha, hai món là cái nĩa nè, để Starlet nè, có hiệu họt đàng hoàng anh em ha, đó Starlet ha, cái nào cũng có anh em ha, cái nào cũng có Starlet hết đây nè ha, hiệu họt đàng hoàng, logo thì hàng này của Nhật anh em ha. Thì để giao băng đó, khi ta mà mở ra thì nó sẽ làm hai cái như vậy để ta cầm ha, nếu mà dính lại khó cầm lắm đó. Khi mà bật ra nó mới xuất ra, còn không bật là nó hiếp lại ha. Thì bên đây trong cái muỗng thì nó gồm có một con dao ha, ngon lành, một con dao với lại cái muỗng thôi, với một cái này này, cái gì đây đó, một cái dao nhỏ ha. Đó, cái này để chúng ta xài cái việc gì đó ha, để cho băng ha, đó là băng một cái. Còn cái bên đây thì nó có cũng có ba cái chức năng ha, một cái nĩa nè, đây là để khui gụ nè, còn đây thì để khui hộp ha. Thì một cái sản phẩm nó sẽ có ba món vậy ha, khi gáp lại nó được 6 món đó. Thì chúng ta bật ra thì nó mới ấy nha, bật ra thì nó mới xuất ra được, gặp lại nó vậy ha. Thì em đo cái chiều dài nó gặp lại nó cầm tầm bao nhiêu đây ha, tắt nếu em bật ra em đo vậy nè. Thôi bây giờ mình bật cái một chiều thôi biết rồi anh em ha. Khi ta đo vậy nè, đó, một chiều thôi, chiều kia cũng giống hệt luôn, nó tầm một tấc 850 anh em ha, tấc 850 đó. Vậy đó. Rồi ai chốt cho em cái mã này thì chốt cho em mã số 1 ha, 150 ha, số 1 150 đó. 4 sản phẩm, ủa 6 sản phẩm, anh em mình thích thì chốt thôi. Đó. Rồi 150k. Hàng bãi nha anh em ha. Hàng bãi chứ không phải hàng kiểu cho nổi đâu ha. Hàng bãi. Số 1 150. Số 2. Số 2 thì em có một cái kìm mở phe ha. Số 2 kìm mở phe. Phe trong phe ngoài luôn ha. Thì anh em khi mà mở về là mở mở phe trong nè ha. Thọt vô mình bành ra, mở ha. Còn khi anh em mình không thích nữa mình mở cái này ra, đổi ra đó, đổi ra, đổi qua đây ha, rồi mình mở ra ngoài đó, về qua đây đó, đó thì là mở ra ngoài ha, còn vô đó. Đó vậy là mình hiếp lại ha, vậy là hiếp lại. Đó, hai chức năng phe trong phe ngoài chơi được hết.
Đây, mũi của nó là hành em ha. Đó, mũi của nó. Anh em đừng có lấy kìm bóp hiếp lại nha, hiếp là nó gãy á. Con này nó một là còn nguyên, còn hai là để vậy thôi, chứ còn đừng có để, đừng anh em thấy hở anh em bóp lại là thua nha. Chứ không phải như loại kìm trợ của mình bóp nó còn đâu nha, thành công đâu nha. Một là nó gãy, hai là còn, chứ không có để, không có lưỡng lưỡng mà bóp tới bóp lui đâu nha, rất là cứng. Thì kìm xịn nó vậy, nó rất là cứng nhưng mà rất là giòn, anh em mình xài chú ý ha. Rồi con này chiều dài nó là 1 tấc 6 anh em ha, chiều dài nguyên con nó 1 tấc 6. Đây, quay trong ra ngoài này nó để cho. Rồi cái này cũng hàng bãi luôn anh em ha, hàng bãi mới có loại này đó. Rồi số 250 luôn ha. Số 3 Su ba là cái này. Su ba cái này là dài khoảng tầm 2 tấc 3 anh em ha. Cái này chúng ta để xài đi mài dao hay mấy gì nè, muốn mài gì mài. Em cũng bán cái này, em cũng cần cái này luôn, thấy nó là lạ bán cho anh em ha. Đó. Sửa đá sửa xiết gì nè. Rồi con này em mã su ba 150 luôn ha. Thì anh em nào thấy cái này thì cứ chốt ha, em cũng không biết sử dụng sao luôn. Có những món mình cũng không phải là thầy thợ gì đâu mà biết hết tất cả anh em ha. Đó, thì chiều dài nó 2 tấc 3, bề ngang miệng đó nè, ba phần hết anh em ha. Đó, 3 phần. Để anh em mình được thì chốt ha, 150 ngàn. Đó. Nguyên bản anh em ha, không có thay đổi gì hết. Rồi số 350 ha. Số 4 là một cây thứ gốc 45 độ ha. Đó. Có cái hình ngôi chùa Nhật đó, ha. Đó. Rất là nặng anh em ha. Tàn lét nè. Chưa vệ sinh nó rất là mới anh em ha. Đó. Rồi. Cái này chốt cho em mã số cứ vậy là anh em đặt vô là nó 45 độ luôn. Là gạch rất là nhanh, mấy anh em làm cơ khí lên làm bên đó, anh em cặp vô nè, nó có cái phần lõm vô nè, cái phần lồi ra nè ha, cặp như vậy là gạch phát một là 45 độ ngang, rất là nhanh. Thì anh em làm bên tiền chế á, làm cái này cắt xéo rất là ngon, nhanh, khỏi suy nghĩ, nhôm nguyên khối anh em ha, nhôm nguyên khối rất là dày, nặng luôn. Rồi chốt cho em mã số 4 150k luôn. Mã số 5 này, số 5 là một cây mỏ lết. Số 5 mỏ lết của thằng nội địa Nhật nha, dấu dít nằm đây ha. Đó, chiều dài con này khoảng tầm này ra băng này ha. Sanki chiều dài nó 250 nè, 2 tấc rưỡi. Đây mở cái nhẹ nhàng ha, Sanki này tối đa nó tầm khoảng hai mấy anh em, tầm khoảng hai ốc 28, 2/8, 2/7. Rồi chốt cho em bị kìm này mã số 5 hơi rơ anh em ha, hơi rơ nhẹ, cây nào cũng rơ chứ không phải là chuyện cây nào cây mới không rơ là không đúng, rơ nhẹ hết, thậm chí khi mà chợ mình mua vẫn rơ mà. Đó. Khi mà kẹp vô ngóc là rất là cứng anh em, không có tuột ha, rất là cứng, nó không có bị tuột như kiểu loại mô lết chợ của mình. Đó. Khi kẹp vô là cứng ngóc luôn ha. Hơi có xước sát đây xíu. Rồi cái này là mã số 5 anh em ha, mã số 5 giá 150k luôn. Mã số 6, cây mỏ lết này là cây mỏ lết kiểu giữ này anh em ha, lết hệ nè,
Rồi mô lết này là ra băng nè, chào bá luôn ha. Rồi con tôm ha, hãng con tôm đó, 36 mm, có nghĩa là con này 3 tấc 6. Đâu chính xác không? Không phải, này là 2 tấc 4. Nguyên con là mở tối đa là 36 ly, có nghĩa là mở được ốc 36 á. Đó, mở ra được ốc 36 anh em ha. Miệng nó khá là ok nữa, miệng nó nhìn khá là độc mà, ha. Đó, ốc 36. Rồi cây nó đúng 36 không? Đúng rồi, 36 này nè ha. Ta sẽ sản xuất ra mà không chính xác nữa thì thôi ha. Rồi, ra băng con tôm này. Đó. Anh em có kỹ ha. Có kỹ như món hàng mình muốn mua có kỹ. Này mình đưa vô mấy cái kẹt rồi rất là ok anh em ha, nó không có cấn. Miệng này rất là ok, miệng này cứng nè ha. Thì con sao anh nói vậy trên đây cho nó dễ, mua bán trên đây thì con sao mình nói vậy cho nó chuẩn, rồi xong rồi anh em thích thì mua thôi. Đó, cũng nhẹ nhàng anh em ha. Rồi. Chốt cho em cây số này, cây số 6 nè, 200k ha, 6 200k. Ấm luôn đi. Rồi cây số 7, số 7 là con cút đi quê là khá là đẹp luôn anh em ha, lâu lâu mấy con đẹp như vậy nè. Đó, cây số 7 này là dài 24 năm, gần 25 á, cỡ như 2 tấc cử á. Này 2 tấc cử nè. Rồi nó có đầu này đầy đủ đầu luôn nè. 4,8 nè ha. Phi 48, phi 40, phi 3.2, phi 2.4. Thì tương đương với những cái đầu ở dưới đây ha. Đây là 4.3 nè. Còn đầu này là nó có để là 2.4 nè, đầu này 2.4 nè, đầu này 3.2 nè, đầu này 3.2 nè ha, có số hết. Rồi đầu này là cuối cùng nó đo là đầu này là 4 chấm nè. Đó ha, con này khá là mới anh em. Đó, rất là đẹp luôn, có lò xo nè ha. Cái này rất là dày anh em, xài tẹt ra luôn, không bao giờ có vụ hư ha, rất là mới luôn. Đó, anh em thấy cái đầu không, mới chát luôn. Rất là đẹp luôn, bao xài, cái này là bao xài luôn, cút quê thoải mái luôn, hiểu tiếng Nhật ha. Han River nè, Han River nè ha, điều này rất là ok. Rồi ai thích con này chốt cho em mã số 7 400k. Mã số 8, mã số 8 em có cái kéo các ton nè. Ton này cũng hit nè ha. Cán này chỉ hit nè. Tên này cũng hit luôn ha. Đầy đủ hết. Hit. Mã số 8 300k ha. Móc khóa còn luôn ha. Bóp đây cái mình hạ ra ha. Miệng nó dày ha. Đó, miệng nó dày. Rất là đẹp nè. Hít luôn. Nó có hơi có chấu anh em, nó không có tuột, cắt ton nó không có tuột, nó có chấu nè, thấy không, nó hơi gần cưa đó mà nó có chấu, cái nào cũng vậy hết á. Rồi cắt ton thử cho anh em luôn ha. Ton này dày, ton dày, ton lập nhà. À, ngọt xớt luôn ha, cắt mỏng cho nó coi nó đứt không. Đó, ngọt xớt luôn. Ngọt xớt luôn anh em ha. Đó, rất là ok. Rồi, chốt cho em mã số 8 300k, kìm cắt ton ha, kéo cắt ton của thằng Hit nó đi Nhật ha. Rồi. Đẹp đó, chiều dài nó là 2 tấc rưỡi anh em ha, 2 tấc rưỡi.
Rồi. Đó là vậy. Một xo cò luôn ha. Một đồng bình thường. Đầy đủ ha. Rồi, số 8 300k. Số 9 là một cặp đầu chuyển ha, cặp đầu chuyển 300k. Đó. Số 9 là 300k hai cái anh em ha. Cái này thì hoàn hảo nè, cái này tự động nè. Cái này mình tự động ha. Cái này kẹp được có thông số. Đầu này 13 ly hay sao? Đây nè anh em. 1.5 đến 10 ly à. 1.5 nè, đến 10 ly ha. Con này 10 ly. Còn con này á thì nó để nhiêu? 10 ly luôn, 10 mm là tối đa, kẹp cũng được 1.5 luôn. Thì hoạt động bình thường anh em ha. Thì có cái này nó bị hơi mòn nè. Anh em chụp cái đầu tiếp vô anh em cho nó bót á, xài luôn. Lấy cái đầu tiếp á, đầu tiếp 6 ly á. Chọt chụp vô đây là xài luôn. Kỹ thì lấy gách chấm nhẹ lại cái là mình xài phà nó hơi mòn nè anh em ha. Em bán chung luôn cho anh em xài, cũng như là cái này da băng nè ha, đó Uana đó nè, Mỹ với da băng hợp tác hay sao á. Rồi để test máy cho anh em luôn, lấy cái bắt chiếc test máy cho anh em luôn ha. Rồi nè. Anh em thấy không? Chị ra nè. Đó. Cái là ok ha, khích ha. Đó. Anh em nhấn vô là nó, anh em chịu tiếp vô là nó xây theo chịu anh em. Nhận như vậy nè, anh em thấy không? Nè, nhận vô là nó không ăn găng. Giống như kiểu chai dầu gió xanh hai nắp nhấn anh em. Đè vô gì nè là nó không ăn găng nha, buông ra nó ăn ha. Đè vô là mình chịu tiếp á. Đè vô gì nè nó không ăn găng. Thấy không? Nè. Đè vô ở dưới nó xay mà ở ngoài cái dòng mà em vĩnh không xay nè, thấy không? Thấy không? Đè vô. Thấy không? Rất là hay ha. Đó, còn đè vô vậy là buông gai bình thường, vậy là nó làm một cái bình thường ha. Rồi cái này không là nó, nếu mà nó mới là khoảng 300 ngàn anh em ha. Còn cái này em này kèm theo cho anh em là tặng luôn á. Đó, cái này hai cái luôn. Ha, cái này của Hitachi nè, cái dấu logo của Hitachi nè. Vậy anh em chụp cái này nó hơi mòn anh em ha. Chụp cái đầu 86 ly á, chụp vô nên không mình chấm với gắt lại xài bình thường. Nó cũng là bình thường luôn. Nè, thấy không? Đó, bình thường ha. Hoạt động bình thường. Đó. Ngon lành. Và nó hơi mòn ha. Anh em chụp cái đầu 6 ly vô đây, hàng lại là xài. Ngon lành. Rồi. Em bán hai cái 300 ngàn. Mã số 9. Chín anh em ha, hai cái. Rồi. Số 10. Số 10 là cái lá ông đồng nè ha. Cái lá ông đồng, bộ này lá ông đồng của Mỹ nè. Đó, lá ông đồng của Mỹ ha. Đó, Made in USA nè. Cái thằng này cũng Made in USA luôn. Đó. Thấy không? Made in USA ha. Thì ở đây nó có để 5/8 nè, 3/16 nè, 1/4. 5/16 nè, 3/8 nè, 1/2 nè. Nói chung cái đầu này là thông dụng với mình hết. Của Mỹ ha. Tại vì mấy cái ống đồng đó thì nó cái chuẩn quốc tế. Nó theo cái chuẩn nước nào cũng vậy. Thì mình xài thoải mái. Đó, nhỏ lớn nè. Của Mỹ ha. Rồi, đưa đây về cái bộ lã của nó nè. Y như cái hướng dẫn sử dụng nè anh em ha. Y như cái hướng dẫn sử dụng luôn. Đó. Y vậy, nó chỉ mình sao xài y vậy ha. Bước 1 nè, bước 2 nè. Đó, thì cứ việc theo hướng dẫn sử dụng thôi. Hàng của Mỹ ha.
dưới đây. Bây giờ mình xay thôi. Có hiệu hoạt trên cái chén đó nè. Đó, không có hiệu hoạt hết. 45 nè ha, 45 độ nè. Đó. Thích. Rồi. Giờ lá. Xong ha. Đơn giản vậy thôi. Chơi cũng mỹ cho nó bền. Thì bộ này em bán với giá mã số 10 ha. Giá là 700. Rồi. Bộ của nó vậy ha. Đó, nguyên cái hộp ha, nguyên cái hộp nó vậy. Đó. Hộp của Mỹ luôn. Cái nào cũng hết, úp lên vậy ha. Hiểu nó nè, im bắt nè. Nó đẹp ha. Rồi mã số 10 700 anh em, bộ lá đồng ha. Cái này 600. Cái bộ lá này cũng của Mỹ luôn, nhưng mà nó không có hộp cho nên là nó được rẻ hơn 100.000. Số 11 nè. Thì cái lỗ này nó bự hơn em. Thì anh em muốn mua hai bộ thì em có cân đối giá là bớt lại cho anh em ha. Mua hai bộ thì em tính này, ví dụ như hai cái 1.3 triệu thì em tính anh em 1.2 triệu thôi. Cả như là bao ship cho anh em, mẫu tiền cà phê thôi. Cũng như là chuyển khoản vẫn bao ship, vẫn được bao ship, nhưng mà em sẽ bớt hai bộ này, em bớt cho anh em 100.000 để uống cà phê ha. Chuyển khoản vẫn được bao ship bình thường. Cái điều kiện là chuyển khoản nha. Thì buôn bán thì em cũng ưu tiên cho người chuyển khoản anh em ha. Nè, Made in United ha. Của America là Mỹ ha. Đó. Này 3/4, 1/2, này chỉ có 3 lỗ thôi ha. Đó. Đằng này, đó, dặn siết lại. Đưa cái này vô. Mỹ nha. Bây giờ đồ của Mỹ rất là hiếm anh em ha. Đồ của Mỹ rất là hiếm. Không còn được nhiều đâu. Đồ của Nhật thì nó dễ kiếm chứ đồ của Mỹ hơi bị khó. Đó. Đó. Chén đó nè. Anh em thấy không? Rất là chuẩn luôn ha. Đồ của Mỹ cái này rất là dày nè. Đó. Rất là dày luôn. Xài không biết chừng nào hư luôn. Rồi cái này em bán với giá là 600.000. 600.000 có mã số 11 này. Chén cộng là ok hết nha. Chén là chén chưa bị mẻ gì hết. Y như clip ha. Lúc anh em nhận hàng là y như vậy luôn. Không khác gì hết. Rồi. Thông số gì của nó nè. Đó. Chữ nghĩa gì xá lả chứ. Thì anh em mình đã sành đồ thì gặp biết liền ha. Đồ của hàng này hàng ở đâu là biết liền. Đó. Chén trên dưới là rất là đẹp luôn. Rồi mã số 11 600 anh em ha. Mã số 12. 12 em sẽ có cầm cây tô này. Cây tô này tặng cho anh em cặp luôn. Cái kèm nè. À, cái kèm này rất là đẹp nè. Kèm này hiệu con ban chim ha. À, dấu nội địa nằm đây ha. Kèm này chắc kèm nguội để làm công chuyện làm nguội. Đo cái chiều dài của nó là tầm khoảng tấc 6 anh em ha. Tấc 6. Chiều dài tấc 6 mà lưỡi của nó không có mẻ, lưỡi còn ngon. Nè, răng cỏ nó rất là đẹp. Ha. Nó có cái ba con chim ở đây ha. Đây. Rất là đẹp luôn. Kim ngụy. Để cho anh em làm rất là độc con cái cán nó làm ba con chim luôn. Rất là độc ha. Rồi, cái này là cái Eto. Em bán hai cái luôn cho anh em ha. Như mua cái tặng cái. Đó. Cái này chiều dài nó tấc 8 nè. Ô tấc tấc 750 đi. Cái miệng của nó nè. 40 ha. Miệng 40. Miệng 40. Bề ngang miệng của nó nè. Bề ngang miệng của nó là 65. Đó, chiều cao của nó nè. 1 tấc 4 ha. Cao nè, từ miệng nè tới đây nè, tấc 4 nè. Chén còn luôn ha. Tay dặn còn luôn, ok hết. Đó. Lưỡi miệng của nó là khắc là khít nè. Anh em không có phân bì giữa đồ chợ nha. Đồ chợ rất là rẻ. Mà đồ chợ nó là gió ồn mà. Anh em mình mà xài đồ chợ cũng đã biết rồi. Thì đồ vải thì đồ Nhật xài cho nó sướng anh em ha. Giá cả nó cũng có chênh lệch chút đỉnh, nhưng mà rất là xài rất là ok, chất lượng. Ta xài mấy đồ Nhật, đồ bãi quen rồi, chúng ta xài mấy đồ chợ chán.
Thì anh em mua đồ Ito thì chủ yếu cái miệng không, miệng nó khít vậy là được. Tương đối anh em ha. Đó. Xíu nữa là nó cứng ha. Đó. Vậy là quá ok rồi anh em ha. Rồi. Mã số 12 giá 400 gồm cái kìm này luôn anh em ha. Kìm ngụy cho anh em sửa chữa là kẹt đồ chơi ha. Rồi số 12 400. Cây kìm với Ito. Mã 13. 13 là em có cái lắc tay này ha. Lắc tay hoạt động ngon lành của NGK. Rồi còn con mới về được con duy nhất luôn ha. Đó. Rồi móc miết đồ đầy đủ hết này, chịu lực được 1 tấn anh em ha, chịu lực 1 tấn đây là 1 ton này ha. NGK đây cũng đóng NGK luôn, con này nhật nội anh em. Đây cái này cái cốc đó nè, răng cỏ là ok hết, không có chạy, không có móp méo chưa, đẹp lắm đó. Thôi anh em thấy không, răng cỏ còn ok. Rồi bữa nay để giá sóc cho anh em luôn ha. Nói vậy anh em ha, đẹp cắt là cứng nha, đơn giản nha chứ không cắt là cứng à. Đây là mình gịch bao ruột ha. Rồi anh em chốt con lắc tay này, ga vô bình thường anh em, đảo chiều bình thường ha. Đó, ga vô bình thường này, để em xả ra ha, đảo chiều nè, đảo chiều chỗ này nè anh em ha, đảo chiều. Này là gạt ra ha. Rồi vậy là đảo vô nè, đảo lại ha, được thẳng đó. Vô lại ha. Ở mình tăng đưa, mình làm những cái dàn hàng gào hoặc là mình làm những cái dàn ho, dàn mướp, dàn trồng những cái, làm những cái dàn cây nông nghiệp anh em ha, dàn nho, dàn này nọ rồi đó, thậm chí làm bên điện luôn, kéo dây điện vô nhà dân luôn, ok. Tăng đưa này chiều dài nó cũng tầm 1,5 m chi cáp này ha, trên mét là ok rồi, mình tăng đưa nó tầm đó là dư sức rồi ha. Đó rồi, con này chốt cho mã số 13 chiều 2 ha. Rồi ok, tiếp theo mã số 14 còn sạc healthy này nè ha, điện 220, điện 220 đã lên điện 220 sẵn cho anh em ha, 680k thì sạc này là sạc được đây tôi sạc được Made in Subala này ha, cái gì không biết luôn. Rồi chin nó là 100V, bây giờ em mình lên điện 220 ha, xài 220 bình thường sạc được 7.2 đến 36V nè, 9A nè, 9A. Đó, sạc rất là nhanh đầy cho anh em xài mau, tốc độ công trình ha. Thì dòng Hilti này chuyên cho công trình. Rồi test điện cho anh em lên đèn 220. Đó, lên đèn đàng hoàng ha, đèn nè. Ok, rồi. Lên đèn nè. Đó. Anh em thấy không? Đèn lên bình thường ha. Rồi 220 nha. Bao nhận sạc pin anh em ha. Em test sạc là ok rồi. Rồi 680k. Tiếp theo mã 15. Mã 15 là cái này điện 110. Thì mã 15 này em có 3 cục. Quân Hitachi ha. Đó. Đây, Hitachi 3 cục giống nhau hoàn toàn ha. Thì em có 3 cục thôi. Thì con nào cũng lên đèn hết. Đây em test rồi nha anh em, tại vì muốn làm cho anh em nó gõ mua bán cho nó dễ ha. Rồi cầm điện 110 nè.
ha, lên đèn ha, rõ ràng nha. Đó, cái nào cho nó rõ ràng để khi mình nói lên đèn, mà khi về anh em bóng không lên đèn là cũng lu bu lắm. Em test trên đây là lúc đưa về anh em là y gan vậy ha. Đó, lên đèn, khi mình bỏ cục pin vô là nó sẽ đổi qua đèn khác, để đèn dưới ha. Đây, chạy thử ha. Đây là pin zin ha. Đó, quạt gió quay ha. Đó, nó chuyển qua đèn này là nó sạc, quạt gió quay ha. Đó, anh em nghe e không? Là quạt gió quay là nó nhận sạc. Ok ha. Pin zin nhận sạc zin nha. Còn pin lô, mạch lô nhiều khi câu sao không biết, không gành ha. Chứ pin này là pin zin, sạc zin là ok. Rồi, mỗi cục em bán với giá là, mỗi cục em bán với giá là 350.000 ha. Cục 350 Hitachi sạc zin ha, nội điện 100V. Đựng câu 220 nha, quốc 220 luôn, nổ chát liền. Nhớ là điện 100V anh em ha. Chỉ riêng Hitachi nào lên 220 em nói 22, còn nào zin 100V là sạc Hitachi này không có lên điện 22 được anh em ha. Còn Hitachi thì lên được. Rồi, tiếp theo là Hitachi em có 3 cục, anh em nào nhanh tay điện ha, còn chậm tay hết nha. Anh em rất cần Hitachi, lý do là anh em có pin Hitachi rất là nhiều nhưng mà không có sạc, xưa giờ sạc router không à. Rồi tiếp theo em có con Makita này 850 ha. Thân máy 850, thân máy con này. Thì con này có 3 chức năng. Em test nguồn 14V cho nó luôn. Đây, chọn rồi. Kẹp này nó ló ra, nó chậm. Bán kiếp mà không còn cục pin nữa anh em. Giống như là thợ rèn mà không có cái dao ăn chậu á. Có pin nhiều là bán hết. Bán chia riết rồi, giờ phải kẹp nguồn vậy nè. Đóng rồi. Rồi xong rồi lại cách lại người ta kêu bán cho người ta, bán lại cái quên đóng á, tới hồi bán đăng clip cho anh em cái quên. Lần nào cũng vậy hết á. Cứ khắc phục hoài mà khắc phục không được. Thì đầu tiên nó đang ở chế độ đục nè. Đục thì nó không quay nha anh em ha. Đục thì cái đầu nó không quay. Đây nè, điều tốc nè ha. Điều tốc nè. Đó. Quay qua chế độ chính giữa là vừa khoan vừa đục nè. Vừa khoan vừa có búa. Đảo chiều nè. Đó. Quay qua chế độ khoan thường là bên kia. 3 chức năng. Nhẹ nhàng ha. Đảo chiều nè, mũi là mũi gài ha, mũi gài rất là tiện dụng cho anh em xài ha. Rồi con này em bán giá thân máy nè, con này em bán giá thân máy nó là 850, chuyển khoản bao ship bình thường. Đó. Mã của nó là HR161D, dòng của nó là 950 dòng đến 3.600 dòng ha. Đó, nội địa Nhật. Mũi của nó là 16 ly anh em ha, 12V DC ha. Anh em lên 14V bình thường nha. Rồi, ok, con này full chức năng, thân máy, giá 850 ha. Mã số 16 nè. Đó, mã số 16 850. Vậy anh em đổ qua chế độ ở cái đế mai tay bên trước á, thì nó ok bình thường, xài 14V cho nó sướng, khoan bê tông cho nó đã, bao nhanh. Này khoan bê tông để mình xài bắt camera đó anh em, rất ok. Nó nhỏ gọn mà nó có đục luôn ha, 3 chức. 3 chức rất là hiếm anh em ha, 2 chức là rất là nhiều.
quan trọng nó nhỏ gọn, mình cầm không có mỏi tay, nó ba chức vậy nó khoan nó mới sướng. Rồi cái 17 là con bot tỉa cành. À, tỉa cành để chúng ta tỉa cành hay cắt rau gì đó rất là ok nè. Này 3 quay 6 volt bot. Tem tiếp của nó là chữ nhật không ha. Đó. Nè, tháo cái này còn rất là mới nè. Nè, 3,6 volt ha, bot. Con này đời mới làm ở China, xuất nhật. Mũi tên này cúc làm sao? Đó. À, rất là mới luôn em ha, nhông nhiếc nè, rất là mới luôn. Ở ngoài nó có mưa nắng anh em ha, xét còn bên trong nè, rất là mới luôn, như mới vậy. À, mở bò mới biết nè. Em cũng chưa đụng chạm nha. Pin nó chạy, pin zin chạy luôn. Về cho anh em mình vừa xài mà vừa sưu tầm cũng được luôn. Đó, con máy này ok ha, dán cái tem này lại cho đẹp, vệ sinh lại. Thì anh em muốn bóp cò thì anh em đẩy này vô bóp mới được ha. Rất là ok nè ha, rất là nhỏ gọn, không có mỏi tay anh em ha. Pin zin chạy luôn nha. Rồi là mua sạc adapter ký vô là xài luôn, sạc nó đây nè anh em ha. Đó, sạc zin nó đây ha, ký vô là nó nhận sạc. Con viên anh em, trong đây có một viên pin thôi. Đó, cái này rất là nhỏ gọn, khi hết pin cái đèn này nó cháy. Để cháy đỏ lên là nó kêu giống như xe hết xăng. Rồi nó cháy đỏ lên rồi biết. Ha. Máy chạy em ru luôn. Rồi, chốt cho em mã 17 400k ha. Mã 18. 18 em có một cái dích gấp nè, dích gấp của thằng Makita ha. Mã của nó là DF010D. Máy đèn China. Đây đèn đó nè. Đó. Đèn bên đây nè, đèn anh em ha. Nút này đèn nè. Nút này đèn. Còn nút này thì lên xuống nè. Đó. Tắt đèn bên đây nè, tắt đèn nè. Đó, cháy ha. Anh em ha. Tắt nè. Cháy nè. Tắt nè ha. Máy chạy im ha. Pin zin luôn ha. Máy pin zin luôn. Sạc zin luôn. Sạc zin nó xài điện 220 được nha anh em ha. Cục này sạc 220 được nha. 220 luôn. Không cháy luôn nha. Tụ nó 400 lận. Rồi cái này là có ngắt lực anh em ha. Đây sử dụng anh em ngắt lực nè. Giới hạn cái cấp nhỏ đi ha. Đó. Ví dụ em đang để chế độ số 3 nè. Đó, thấy không? Thấy không? Bóp cò nó vẫn tắt nè. Thấy không? Bóp cò tắt nè. Thấy không? Bóp cò tắt nè. Đó. Anh em muốn ấy thì tăng dần lên. Muốn nặng thì tăng dần lên. Thấy không? Đó, nó sẽ ngắt lực. Hai chế độ nhanh chậm đây ha. Nhanh nè. Chậm nè. Phá cò nè. Bóp cũng được ha. Đẩy lên. Rồi. Pin zin. Ha, pin zin sạc zin ha. Rồi đưa vô điện 220 luôn. 220 vẫn được, ok. Cái này là giống như là auto on luôn á. Đưa vô 220 luôn. 220 cũng được, 110 cũng được luôn bình thường. Lên đèn. Ha, 220 anh em ha. Cầm điện 220. Rồi, chọt pin này vô. Sạc hai chấu nè. Đổi đèn ha. Nhận sạc bình thường. Đó, pin đang đầy rồi. Để em sạc sẵn rồi anh em ha. Rồi. Nói chung là để báo nhận sạc cho anh em thôi, chứ còn em đã sạc sẵn hết rồi. Đó. Sạc 220 luôn ha. Đó. Thì bộ này em bán một máy, một pin, một sạc full bộ ha.
combo nguyên bộ giá 1 triệu anh em ha, giá 1 triệu. Con này mã 18 nè, nguyên bộ giá 1 triệu. Rồi mã tiếp theo 19. 19 là một con cưa nè anh em ha. Cưa này Natio Nan nè. Mã của nó 12V nè. AZ3 3,5 ha. DC 12V. Lữ nó 110 anh em ha. Đó, lữ nó tấc mốt. Lữ này được cái lữ hợp kim nè anh em ha. À, AZ3 gửi nè, lữ hợp kim nè. Đó. Ngon lành ha. Đó. Rồi. Rồi xong. Thân máy ha. Vỏ pin luôn. Cái này cái pin em đóng nha. Cái này là em đóng loại pin Dixon em xài chứ không phải anh em lấy cục pin này là không được nha. Nói trước à. Cái này là thân máy vỏ pin, kèm theo một cái vỏ pin cho nó nữa ha, 500k đó. Kèm theo cái vỏ pin vậy nè đó, thân máy vỏ pin, pin không có chạy pin chết nha, đã nói vỏ pin nha. Rồi 500k ha, ai muốn đóng pin thì liên hệ em ha. Bình thường số 19 500k, thân máy vỏ pin, lữ hợp kim luôn. Rồi tiếp theo là con này Denvo 9.6 ra bằng Tokyo ha. Nhưng mà con này được cái hay cái là nó giống như cái cần tiếp chiến lực anh em nó nêu tên nè, nó là có búa. Ừ. Có búa. Mở đây ra, pin nó nè. Đó. Được đóng 3 xe bình thường anh em ha. Rồi. Chiến lực anh em ha. Con này là nó độc lạ, thằng rời thằng ngoài luôn. Anh em ha. Dụ chỉnh Newton nè, nó có tối đa là 3,5 Newton nè. Đó. Giới hạn tăng lên ha. Tăng lên ha. Đảo chiều đây nè. Đó. Nó giống như cần tiếp chính lực kia đó, anh em đè này vô ha. Đè vô là gắn mũi vít vô nó không vuột ha. À, đè vô. Đè vô là nhắn sát vô. Đó. Nó kẹt luôn ha. Muốn ấy là rút ra, đè là rút ra ha. Rồi. 9.6 lên 12 bình thường anh em ha. Rất là độc luôn, con này quái lắm, thằng rời thằng ngoài luôn. Nó có búa nhưng mà nó có Newton anh em ha. Giống như siết cái cần tiếp chỉnh lực vậy đó anh em. Rất là độc luôn. Rồi. Thằng máy vỏ pin luôn anh em ha. Rồi con này là nguyên thủy. Thằng máy vỏ pin Denvo, tem tiết gì tùm lum luôn, đèn đuốc gì tá lả minh luôn, nhóc cái chân luôn. Rồi nguyên thủy nó Denvo, mới lần cây đầu tiên trong đời luôn. Số 20 giá 500k anh em ha. Số 21, số 21 là con cần tiếp ha. Ủa con cắt cáp anh em ha. Cắt cáp đây em đóng pin sẵn rồi, 25G trong này cho nó luôn ha. Mạch 3S30A luôn, đóng sẵn ha. Đó, cắt cáp bảo đức luôn. Nè, đưa vô, lử nó nè. Dây điện bự. Điện vàng. Đó. Nè. Lử cắt ok anh em ha. Đây, em cắt dây điện thử à. Này cắt cáp điện chứ không phải cắt cáp kiểu kéo xe anh em ha. Cáp kiểu mà kéo cáp tời là không phải nha, cáp điện á. Để cho mấy ông làm điện cắt cái mấy cái cọng điện lỗi đồng bự á. Nhẹ nhàng ha.
Nên thôi anh em lầm tưởng đâu cắt cáp có loại cáp như kéo tời là không phải nha, cáp điện á. Nhẹ nhàng. Rồi đóng pin sẵn ha, full bộ máy, một máy một pin một sạc. Con này giá 2 triệu mốt anh em ha. Cáp này. Na tiêu nè. Nè, đẩy bên đây là phá cò ha, bóp cũng được. Đẩy bên đây mới mở cò. Đó. Kẹt anh em mở rồi ha. Rồi. Rồi. Máy pin sạc 2 triệu mốt anh em ha, mã số 21 nè, 2 triệu mốt. Rồi, mã số 22 là Fcam nè. Còn con Fcam mới về nữa nè. 22 450 ha. Rồi. Chiều dài nó nè. Chiều dài nó là cả cán nó là khoảng 3 tấc ha. Rồi cái miệng nữa nè. Cái miệng nó là 1 tấc cái nguyên tấc này anh em ha. Đó. Nè. Cái lồng nó nè. Cái lồng nó là 6 phân anh em ha. 5 phân, lồng 5 phân, cao 5 phân. Còn cái lồng này gọi là bự nè. Khoảng 7 phân cử ha. Đó. Còn cái lõm này nè. 90 ha. Rồi. Đó. Cái này nó u lên anh em ha, cái đáy nó u lên.